Thưa quý vị, dịch COVID-19 đã khiến cho việc học tập ôn luyện của học sinh lớp 12 bị gián đoạn liên tục. Để giảm bớt áp lực cho học sinh cuối cấp, bên cạnh việc giảm tải chương trình học kỳ 2, Bộ Giáo dục Đào tạo đã quyết định đổi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thành kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông cho phù hợp với tình hình mới. Trước những đổi mới của kỳ thi, ngay sau khi học sinh đi học trở lại, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng phương án tăng tốc ôn luyện cho học sinh, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới. Năm nay, trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 1 có gần 500 học sinh khối 12 dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa 9 môn thi, giáo viên nhà trường đã chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch ôn tập cho từng nhóm đối tượng học sinh. Theo đánh giá, kiến thức tập trung chủ yếu trong chương trình lớp 12. Do đó, với những gì đã được học và ôn tập trước đó, đã phần nào tạo tâm lý thoải mái cho giáo viên và học sinh. Qua cái nghiên cứu, tổ đã phân tích được thấy rằng là nó tầm cỡ đến 70-75%, đó là cái kiến thức ở phần ở mức độ 1, đó là 1 và mức độ 2, đó là mức độ nhận biết và mức độ thông hiểu. Thì tổ đã xây dựng các cái phương án cũng như là các cái việc mà trong cái thời gian tới để tiến hành ôn thi cho học sinh. Khi mà bộ công bố đề thi minh họa thì thầy cô đã truyền đạt tới bọn em và chữa rất chi tiết với bọn em. Bọn em luôn tin tưởng vào thầy cô và luôn đặt niềm tin hết sức vào thầy cô vì thầy cô luôn mong muốn bọn em có một hành trang tốt nhất để bước vào cánh cổng đại học. Cùng với việc đảm bảo kế hoạch học tập và ôn luyện cho học sinh lớp 12, trước những thay đổi của kỳ thi, trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 1 cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới học sinh những điểm mới cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020. Do 5 trên 6 môn thi là thi trắc nghiệm. 5 trên 6 môn thi là thi trắc nghiệm. Nhưng các em không chủ quan ở chỗ là dành quá nhiều thời gian vào trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Mà hết sức lưu ý là phải làm đề cương. Chỉ có làm đề cương thì kiến thức mới có logic và dễ nhớ, dễ hiểu. Sau khi các em thi thì sẽ không bị nhầm lẫn. Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đã được điều chỉnh tên gọi, phương thức lẫn cách thức tổ chức thi. Theo đó, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia được đổi tên là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, với mục đích chính là xét tốt nghiệp cho học sinh. Với phương châm học đến đâu, ôn chắc đến đấy, các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, phân lớp theo từng nhóm đối tượng học sinh. Nhà trường thì khối 12 có 10 lớp, thì đã được chia ra làm 3 nhóm đối tượng. Đó là nhóm tự nhiên, nhóm lớp chọn, nhóm tự nhiên của xã hội, thế và nhóm tốt nghiệp. Thế thì các cái đề cương xây dựng, kể cả các cái phân phối chương trình điều chỉnh cũng trên cơ sở điều chỉnh theo 3 cái nhóm này. Đấy, và dựa vào cái tính chất của các cái học sinh này mà cái đề cương rồi thì phân phối chương trình thì nó có sự giảm yêu cầu đối với từng đối tượng. Là một kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt đối với học sinh lớp 12, nên chắc chắn những thay đổi, dù là ít hay nhiều, sẽ tác động trực tiếp đến tâm lý học sinh. Do vậy, trong khi chờ những hướng dẫn cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi, các trường trung học phổ thông cần có sự chủ động trong công tác chuẩn bị, đặc biệt là khâu định hướng, tập trung ôn tập cho học sinh, qua đó giúp các em có một tâm thế sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới.